Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Nội dung ôn tập gồm có 6 bài. Bài thứ nhất là bài số 7, bộ xương. Bài số 9, cấu tạo và tính chất của cơ. Bài 13, máu và môi trường trong cơ thể. Bài 16, tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. Bài 20, hô hấp và các cơ quan hô hấp. Và bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của từng bài nhé. Bài thứ nhất là bài 7, bộ xương. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần một la mã, các phần chính của bộ xương. Ở phần một la mã nó sẽ gồm có hai phần nhỏ, đó là chức năng và thành phần. Về chức năng, bộ xương gồm có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất, bộ xương chính là bộ phận nâng đỡ cho cơ thể. Chức năng thứ hai, nó bảo vệ cơ thể. Và chức năng thứ ba là chỗ bám cho cơ. Về thành phần thì bộ xương được chia làm 3 phần chính là xương đầu, xương thân và xương chi. Xương đầu gồm có xương sọ và xương mặt. Xương thân thì gồm cột sống và lồng ngực. Xương chi thì gồm có chi trên và chi dưới. Chi trên thì gồm đai vai và xương tay, còn chi dưới thì gồm đai hông và xương chân. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần ba la mã các khớp xương. Thì khớp xương là gì? Khớp xương là nơi liên hệ các xương với nhau. Có 3 loại khớp. Khớp bất động là khớp không cử động được, ví dụ khớp giữa các xương sọ. Khớp bán động là cử động của khớp hạn chế, ví dụ khớp giữa những đốt sống. Khớp động là khớp cử động dễ dàng, nhờ hai đầu xương có sụn đầu khớp nằm trong một bao chứa dịch khớp, hay mình còn gọi đó là bao hoạt dịch, ví dụ như khớp gối hoặc là khớp vai. Bài tiếp theo là bài số 9, cấu tạo và tính chất của cơ. Bài này gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần 2 la mã tính chất của cơ. Thì cơ có hai tính chất, đó là co và giãn. Sự co cơ, khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại, thì cái đó gọi là sự co cơ. Và cơ chỉ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh. Ý nghĩa của hoạt động co cơ, các cái cơ vân có đầu bám vào xương qua khớp, nên khi cơ co thì sẽ làm cho xương của chúng ta cử động, và xương cử động thì sẽ dẫn tới sự vận động của cơ thể. Tiếp theo là bài 13, máu và môi trường trong cơ thể. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 la mã máu. Thành phần cấu tạo của máu thì máu sẽ gồm có hai phần chính là huyết tương chiếm 55% thể tích và các tế bào máu chiếm 45% thể tích. Trong các tế bào máu thì gồm có 3 loại tế bào, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Về chức năng của huyết tương và hồng cầu thì huyết tương sẽ có chức năng, đó là duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch. Bởi vì trong thành phần huyết tương thì nó có tới 90% là nước, và vận chuyển những cái chất dinh dưỡng nè, các chất cần thiết khác và chất thải. Còn hồng cầu, chức năng của nó là vận chuyển oxy và các khí carbonic nhờ có huyết sắc tố, viết tắt là HB ha. Và hồng cầu nó là một cái tế bào có hình dĩa lõm hai mặt, và là tế bào không có nhân nhưng vẫn có thể hoạt động được bình thường. Chúng ta tìm hiểu tiếp phần 2 la mã của bài số 13, môi trường trong cơ thể. Đầu tiên, môi trường trong cơ thể thì nó sẽ gồm có 3 thành phần là máu, nước mô và bạch huyết. Chức năng của môi trường trong là nó sẽ giúp cho tế bào liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất. Và các em nhớ cho cô là trong thành phần của môi trường trong thì nó không có hồng cầu, nó chỉ có huyết tương nè, có bạch cầu và có tiểu cầu, cho nên là nó sẽ không có màu đỏ. Tiếp theo là bài 16, tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 la mã tuần hoàn máu. Thì hệ tuần hoàn máu gồm có tim và hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu trước về vòng tuần hoàn nhỏ.
Thì vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn từ tim đi đến phổi rồi trở về lại tim. Đường đi của vòng tuần hoàn nhỏ là bắt đầu từ tim là máu đỏ thẫm. Máu đỏ thẫm sẽ đi từ tâm thất phải theo động mạch phổi đến phổi. Tại phổi, máu sẽ trả cho phổi khí CO2 và nhận lại khí O2. Thì khi nhận khí O2 vào, máu sẽ hóa đỏ tươi. Sau đó máu đỏ tươi sẽ theo tĩnh mạch phổi trở về tâm nhĩ trái, kết thúc vòng tuần hoàn nhỏ. Chức năng của vòng tuần hoàn nhỏ là dẫn máu qua phổi ha, giúp máu trao đổi khí O2 và CO2. Tiếp theo là vòng tuần hoàn lớn. Thì vòng tuần hoàn lớn là bắt đầu đi là cũng từ tim và nó sẽ đi đến tất cả các cơ quan bộ phận còn lại của cơ thể để trao đổi chất và sau đó trở lại về tim. Thì đường đi của nó như sau. Bắt đầu tại tâm thất trái chứa máu đỏ tươi. Máu đỏ tươi từ tâm thất trái nó sẽ theo động mạch chủ đến các cơ quan, chia làm hai đường ha, một đường đi lên tất cả các cơ quan bộ phận ở phía trên đầu và một đường đi tất cả các cơ quan bộ phận nằm phía dưới chân. Khi đến các cái cơ quan, bắt đầu nó sẽ nhả khí oxy và nó nhận vào khí CO2. Thì khi nhận khí CO2 vào thì máu sẽ hóa thành màu đỏ thẫm và máu đỏ thẫm sẽ theo tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới trở về lại tâm nhĩ phải, kết thúc vòng tuần hoàn lớn. Chức năng của vòng tuần hoàn lớn là dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất. Sự trao đổi chất ở đây bao gồm cả chất khí và chất dinh dưỡng. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu phần hai la mã lưu thông bạch huyết. Thì hệ bạch huyết sẽ gồm có hai phân hệ, đó là phân hệ lớn và phân hệ nhỏ. Các em nhìn trên hình, các em sẽ thấy ha, phân hệ nhỏ nó nằm ở bên góc nửa phía bên tay phải ở trên, là phần màu tối ở trong hình, phần còn lại là phân hệ lớn. Thì hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu nó sẽ có chức năng là thực hiện cái chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể. Chúng ta tiếp tục qua bài số 20, hô hấp và các cơ quan hô hấp. Khái niệm hô hấp. Hô hấp là gì? Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. Thì quá trình hô hấp sẽ bao gồm 3 giai đoạn ha, sự thở, sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu phần hai la mã các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng. Đầu tiên là những cái cơ quan hô hấp ha. Thì các cơ quan hô hấp được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là đường dẫn khí. Gồm có từ trên xuống là mũi nè, rồi đến họng, đến thanh quản, khí quản và phế quản. Tiếp tục là hai lá phổi. Thì ở hai lá phổi ha thì có đặc điểm đó là phổi phải nó sẽ có 3 thùy và phổi trái nó có 2 thùy. Và đồng thời cái đơn vị cấu tạo của phổi là những cái phế nang và có tới 700 đến 800 triệu phế nang. Chức năng của hệ hô hấp về đường dẫn khí á, thì giúp dẫn khí vào và ra, làm ẩm nè, làm ấm không khí khi đi vào phổi và bảo vệ phổi. Còn phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài. Chúng ta tìm hiểu tiếp bài số 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Một la mã thức ăn và sự tiêu hóa. Thì tiêu hóa là gì ha? Hoạt động tiêu hóa thực chất là sự biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta hấp thụ được qua thành ruột, đồng thời thải bỏ những chất thừa không thể hấp thụ được. Quá trình tiêu hóa thì gồm những hoạt động ăn và uống nè, đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.
Các cơ quan tiêu hóa được chia làm hai phần là ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Ống tiêu hóa từ trên xuống dưới sẽ gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thẳng và kết thúc tại hậu môn. Còn tuyến tiêu hóa thì sẽ gồm tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến tụy, tuyến gan và tuyến ruột. Phần bên trên mà chúng ta vừa tìm hiểu là phần lý thuyết. Ngoài ra thì còn một phần nhỏ nữa là phần chú thích hình. Các em sẽ quan sát cho cô hình 24.3 trang 79 sách giáo khoa, sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người. Các em sẽ học thuộc tên gọi và vị trí của từng chú thích trong hình. Về nhà, các em sẽ hoàn tất cho cô phần ghi bài vào tập. Tất cả các nội bài trong nội dung chương trình học kỳ 1 mà cô đã dạy. Và cái thứ hai nữa là các em cố gắng học theo đề cương, theo cái hướng dẫn ôn tập, và các em học cái hình vẽ chú thích luôn, để chúng ta chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp tới nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau.